Xin kính chào quý vị và các bác đã được quay trở lại với đồng hồ cổ Vang Vọng. Và ngày hôm nay, em xin được giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu VDS với một kiểu dáng thùng dài vô cùng cổ kính. Một thiết kế thùng được điểm lên trên đó là các họa tiết đường viền bằng gỗ nổi rất đẹp. Một phần mặt kính với kính cong mo, mặt số thì tròn với phần niềng vàng rất đẹp, logo thương hiệu VDS là điều chắc chắn. Bên dưới ạ, kính rào được chia khuôn thành hình như một phần mái vòm, như một cánh cổng rất đẹp. Bên trong đó là một quả lắc xoáy. Vâng, phần màu sắc của lắc thì chắc chắn rồi ạ. Đồng màu với phần niềng để tạo nên cái sự hài hòa đối xứng về màu sắc rất đẹp. Đây thì các bác, các chi tiết đính điểm thật tuyệt đúng không ạ? Bốn góc là bốn quả họa tiết, những bông hoa. Vâng, em sẽ được đi sâu vào phía bên trong chiếc đồng hồ. Đây, vâng, thưa các bác, bộ gông thép xanh rất dài, rất đẹp. Bên dưới thì chắc chắn rồi ạ, tay cót zin cũng như ốc bắt chống tường, từng con ốc bắt máy này, đầy đủ các phụ kiện, khóa gông. Vâng, và ngay sau đây em sẽ được thử nhẹ tiếng chuông của chiếc đồng hồ để gửi tới các bác. Vâng, âm thanh phần điểm giờ rất trong tiếng đúng không các bác? Rất là hiếm có cái chiếc đồng hồ nào có tiếng điểm giờ mà êm dịu và dễ nghe như vậy. Em sẽ được quay tổng quan thêm một lần nữa chiếc đồng hồ. Và phần giá chiếc đồng hồ chắc chắn rồi, em sẽ để ở phần mô tả nội dung để các bác dễ biết. Cũng như em hy vọng rằng các bác sẽ đăng ký kênh Đồng Hồ Cổ Vang Vọng để nhận được những thông báo sớm nhất về các sản phẩm bên em đăng lên. Và sau đây em xin được tạm dừng video. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong video sắp tới. Em xin chân thành cảm ơn.